Ở đây đó là công ty sản xuất tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn, bởi vì nó có định mức và thường xuyên sản xuất ra những thành phẩm đấy, nên là mình chọn sản xuất giản đơn là phương pháp chuẩn nhất và dễ nhất. Rồi. Lần lượt thực hiện bước 1 là xác định kỳ tính giá thành. Mùng 1 tháng 1 2022 này đến 30 tháng 6 2022 luôn. Ừ. Lấy dữ liệu này. Okay. Tờ hợp chi phí trực tiếp là nó chính nguyên vật liệu đấy. Rồi. Có đọc Cái kỹ này tờ hợp chỗ các khoản giảm giá thành không có, thường bỏ qua. không? Kỳ tính giá thành. Phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp này. Đây, tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp đây. Đây là những cái chi phí chung mà trong kỳ mình hạch toán vào 1 năm 4, bao gồm là sản xuất chung và nhân công đấy, mà chưa phân bổ cho cái Rồi. thành phẩm nào ấy, thì bây giờ mình phân bổ. Nhưng mà phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp, tức là sao? Tức là khi mà mình xuất kho vật tư ấy, tính kho là mình đã tính ra được giá xuất kho của từng vật tư cho từng thành phẩm rồi, đúng không? Rồi. Thì lúc đó chị tập hợp được là từng thành phẩm sẽ có được bao nhiêu nguyên vật liệu rồi, đúng không? Rồi. Từ đó lấy cái tổng nguyên vật liệu của từng thành phẩm mà chia cho tổng nguyên vật liệu của các thành phẩm nhân Rồi. với 100 thì nó sẽ ra được tỷ lệ phần trăm của từng thành phẩm. Từng Rồi. tỷ lệ phần trăm đó mà nhân với lại từng cái chi phí này này thì nó sẽ ra được số tiền của từng thành phẩm, số tiền chi Rồi. phí chung của từng thành phẩm. Mình chỉ cần hiểu thôi, nhưng mà phần mềm thì nó phân bổ rồi, phân bổ nó sẽ ra được cái này này. Bây giờ xuất Rồi. ra Excel xem nhé. Chi phí trực tiếp chính là tổng cái nguyên vật liệu trực tiếp trong quá Rồi. trình mà mình xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất ra những cái thành phẩm này. Rồi rồi. Chị sẽ chia ra lấy tổng chi phí nguyên vật liệu của từng thành phẩm này, chị chia Rồi. cho tổng nguyên vật liệu của các thành phẩm, Tổng nguyên vật liệu các thành phẩm là 20 tỷ đấy. đúng rồi, chị Ừ. nhân với 100 Tổng nguyên 100. Rồi. thì nó ra cái tỷ Bằng. lệ phần trăm. Rồi. Cái này Kéo chị lên. khóa nó vào ở cái Rồi. chỗ tổng này này, chị khóa nó vào thì chị kéo nó xuống được, thấy không? F23 Rồi mà. rồi. Rồi. Đây, 0,0007. Nó chị nhìn cái dòng này cũng thấy nên ra nó này. Rồi. 0,0007 không? Nó Này ra. phân bố chi phí là nó ra luôn đúng không? Nó Đúng theo ấy. Ừ. 5 triệu. 83 triệu. Ủa. 154 đây, chị thấy những cái này này nó sẽ giống với lại những cái bên này mà chị em mình vừa tính ra được cái này, mở ra nhiều cửa sổ ấy sao ấy. khấu. Ừ, nhưng mà còn không biết xóa, ngồi lắm không ngồi xóa mãi chả hết. Đây đây, cái ở đây thấy không, nó chính là những Rồi. cái đấy đấy chị em mình vừa tính đấy, Rồi. nó Ừ. ra đấy. Đấy, tổng cái này lại có phải là 100% không đấy. Khi nó tính được như thế này nhá, thì nó lấy cái số tỷ lệ đấy, Rồi. nó nhân với Nhân lại cái với. này này, Rồi, nó sẽ nhân ra số cái số tiền. tiền của từng thành phẩm này này, và tổng Rồi cái số rồi rồi. tiền chi phí này này nhận cộng lại này, nó bằng đúng cái số Cộng tiền lại. này này. Rồi. Đấy, hiểu ý em không? Rồi hiểu. Và tại sao lại ra được như thế, và các cái cột này tỷ lệ của nó Ừ. đều giống nhau nha, Rồi. chứ không phải nó khác nhau đâu, bởi vì nó theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp, vì nó lấy phần trăm Ừ. của nguyên vật liệu để nó tính mà. Trực tiếp. Ừ. Tiếp theo này, ở đây mình không làm dở dang nên là không có dở dang ở đây đâu nhé, Ừ. bởi vì mình đang làm trong kỳ nên không cần để dở dang làm gì cả. Vậy để Rồi. dở dang chỉ trong trường hợp là kho của chị nó tồn nhiều ấy, chị muốn Ừ. sản xuất ấy, mới nên để dở Ừ. dang thôi, chứ còn mình Rồi. không nên để dở dang. Rồi, ok. Rồi, dở dang không có thì bây giờ mình thực hiện tính giá thành. Rồi. Rồi, ok, mình nhấn cắt. Nó tự cập nhật này chị ơi. Đây này. À, Rồi. đấy, đã hoàn thành tính giá xuất kho này. Rồi. Nó tự cập nhật giá nhập Tự nó kho. cập nhật là lên. Mình lại không phải tính nữa. Rồi. Thế thì bây giờ lại vào lại bảng cân đối tài khoản để chị xem là 154 ấy bây giờ nó có hết không nhá. Chị thấy không? Bây giờ nó Rồi. còn có 2 triệu 9 thôi đây này. Rồi. Đấy, cái thứ hai thành phẩm thì vẫn còn tồn nhiều. 3 Ừ. tỷ 336 à.
3 tỷ 3. Nếu mà thành phẩm còn tồn ấy Bắt thì buộc phải phải vào rõ vào ràng. kho. Không, nó là liên quan thành phẩm chứ chị. Cái này nó không có tồn đâu, chị không cho nó tồn đâu, chắc là hôm qua Không, nó chị đang không cho tồn. nó tồn, nhưng mà nó để tồn chị phải kiểm tra xem có phải hay không. Thì chị phải vào tổng hợp tồn kho này này, chọn kho thành phẩm ấy. Đây này, Rồi. cuối kỳ tồn là 12 12 triệu. 12 triệu, mà trong khi đó trên dư nợ này của nó Hơn 3 tỷ. đang là 3 tỷ 3 đấy. Thế thì nó đang là sai cái gì? Cái 454 này này nó còn ít thì không sao đâu này, để mình xử lý sau cũng được, không vấn đề gì. Rồi. Không, cái này nó cũng có lý do đấy. Phải, nó cũng có tồn ít đó. Nhưng mà không tồn nó cũng không Nhưng mà tồn được. sao nó lại không tồn? Nếu mà nó tồn ấy thì dư Chính. nợ của 155 này này nó phải bằng với giá trị tồn kho trên bảng tồn kho thành phẩm, hay là nó có cái kho nào nữa mà nó cũng hạch toán 155, nhưng mà mình lại không thích chọn. Ở đây thì 155. bạn thấy 152 à, đây đây đây, kho thành phẩm này này, nhưng không biết Hai là bạn kho. làm về một kho thôi, làm lắm kho thế, tí không biết đâu một lần đâu. 3336 này thì bằng đúng với lại dư nợ của 155 rồi đây. Nhưng mà sao phải tách ra hai kho làm gì, đối chiếu khó thế. Cái đứa này chắc nó chưa gộp kho lại. Chắc là chưa gộp, mai bảo gộp kho đi về thống nhất một cái thôi cho nó dễ. Để mai chị bảo nó gộp. Rồi với lại mã nào mà bị sai chị bảo với nó để nó sửa lại. Còn đâu cách Rồi. nhìn tổng quát của chị thì nó là như thế thôi. Rồi. Đấy, cái bước tính giá thành là nó chỉ có thế thôi. Rồi. Còn cái 154 kia nó đang bị dư nợ 2 triệu ấy, thì khả năng Để cho là tiền xăng dầu. một là đang chọn sai sai khoản mục chi phí nó dẫn đến sai, hai là mình hạch toán tài khoản bị sai. Thì nếu mà không muốn tìm ấy thì chị xử lý nhanh bằng cách là chị sẽ vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán là nợ cho tài khoản 632 có tài khoản 154, số tiền là 2 triệu này, thì là 154 nó sẽ hết là được. Rồi. Bởi vì chị biết được là 154 này nó không có dở dang, vì trong quá trình mình tính giá thành là nó không có dở dang mà, thì mà mình biết đúng không? Còn buổi sau thì em sẽ hướng dẫn cho chị về kết chuyển lãi lỗ và cách nhìn bảng cân đối tài khoản, cái tỷ lệ như thế nào thì nó hợp lý đối với báo cáo của chị. Cái chi phí tài chính là làm như nào để giảm bớt đi được nhỉ? Thì tự gạt nó ra thôi. Nhưng mà sợ nó có trên cái bảng báo cáo làm sao mình gạt. À không, nó có trên bảng báo có thì là đúng rồi. Nhưng mà chị đừng hạch toán vào 635 nữa. Chị hạch toán vào 811. Cái 811 chị nên tách ra, là 811 là chi phí khác hợp lý, và 8112 là chi phí khác không hợp lý. 8111 là hợp lý, Đúng rồi. 8112 là không hợp lý đúng không? Đúng rồi, cái nào không hợp lý thì mình cho nó vào một 8112 đấy, để sau này mình làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy thì mình gạt nó vào chỉ tiêu B4.